hai lo đó. Chúng ta tăng volume lên. Chắc em rock một luôn. Nghe hay lắm các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Nếu thích video clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để nhận thêm những cái thông tin về nhà âm thanh model ED3 đến từ thương hiệu Makran, Made in Japan. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.